Gái nhà ai mà giàu kinh quá, đã có gia đình hay còn độc thân. Cho anh thích thích lại gần, là quen em nhé bé à bé ơi. Gạt người ta cũng vừa vừa thôi chứ, cái mặt non kheo mà nói ba người, nhìn em cỡ đôi chín đôi mười, chồng vì chưa có làm gì tới con. Ủa sao hình không giống ở ngoài vậy ta? Em đó ngày xưa khi mà chưa thăm mỹ, các mắt gò cảm nắng mũi bơm môi, cho nên thấy khác vậy thôi, mà anh nhìn rõ kỹ em chưa ai. Gạt người ta cũng vừa vừa thôi chứ, cái mặt non kèo mà nói ba mươi, nhìn em cỡ đôi chín đôi mười, chẳng thì chưa có làm gì tới con. Mặt này còn non như tôi thì đã lớn, em chi sinh năm 92 à, ủa sao hình không giống ở ngoài vậy ta? Em đó ngày xưa khi mà chưa thăm mỹ, các mắt gò cảm nắng hồi bơm môi, cho nên anh thấy vậy thôi, anh dừng thăm mỹ em là chưa ai, cho nên thấy khác vậy thôi. Nhìn cho kỹ em mà chưa vâng, xin cảm ơn hai anh chị ca sĩ rất nhiều ạ. À.